Streamer có lẽ cho đến nay cũng không còn là cụm từ quá mới lạ với giới trẻ nữa. Hình ảnh của những chàng trai cô gái quay lại cảnh mình đang ngồi chơi game hay thậm chí là làm việc trên màn hình máy tính cũng đã khá gần gũi và thậm chí là nguồn giải trí chính của kha khá người dùng mạng xã hội. Dù cho bạn không phải là một người thích ngồi xem stream thì chắc chắn cái tên Độ Mì Xì bạn đã được nghe loáng thoáng ở đâu đó rồi, có đúng không ạ? Vâng thưa quý vị và các bạn, Độ Mì Xì hay Phùng Thanh Độ là một streamer, youtuber nổi tiếng trong giới game thủ Việt với biệt danh là Tộc Trưởng. Anh sở hữu kênh YouTube Missy Gaming, lập từ năm 2012 đến nay đã có hơn 7 triệu người theo dõi. Nội dung trên kênh chủ yếu là các video về game, chia sẻ về cuộc sống cá nhân cũng như là các video về du lịch. Thế nhưng thì một câu chuyện chẳng lấy gì làm vui vẻ diễn ra đối với streamer này. Vào sáng ngày 2 tháng 4, Độ Missy bức xúc đăng dòng trạng thái trong nhóm bộ tộc Missy Gaming, nơi giao lưu của nam streamer với fan để thông báo về việc mất kênh YouTube. Ngay sau đó thì cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm kiếm Độ Mì Xì trên YouTube, thế nhưng kết quả nhận được lại là một kênh mới đã được đổi tên thành Ripple. Không chỉ đổi tên, toàn bộ video trước đây đều bị ẩn, xóa và chỉ còn 2 video đang được phát trực tiếp về tiền ảo với hơn 80.000 lượt xem. Nhiều fan đoán rằng lý do kênh YouTube bị mất là vì nam streamer đã sử dụng một phần mềm crack nào đó dẫn đến bị hacker xâm nhập. Được biết thì trước Độ Mì Xì, một số kênh YouTube của Trấn Thành, Hồ Quang Hiếu, Lý Hải cùng với nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng đã bị hack và phát video tặng tiền số lừa đảo. Có lẽ đây là hồi chuông cảnh báo rõ ràng đối với những người đang sử dụng công nghệ tại Việt Nam rằng vấn nạn hacker đã, đang và chắc chắn là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu trong thế giới hiện đại. Tôi là Cụ Động và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự nguy hiểm của hacker nha. Khái niệm này bắt đầu được hình thành từ thế kỷ thứ 19 khi một nhóm thanh niên quản lý tổng đài điện thoại đã lợi dụng để chuyển hướng cuộc gọi, nghe lén các cuộc đàm thoại cùng nhiều chiêu trò ma mạnh khác. Từ khi phát hiện ra hành vi quấy rối này thì người ta có xu hướng sử dụng nhân viên nữ nhiều hơn vì họ đáng tin cậy hơn. Lịch sử hacker sơ khai khởi đầu vào những năm 1950 đến năm 1960, bao trùm cả phần cứng lẫn phần mềm và xoay quanh phòng thí nghiệm trí thông minh nhân tạo tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, Mỹ. Những sinh viên thông minh với bản chất tò mò từng xâm nhập hệ thống điện thoại và trung tâm điều hành của các câu lạc bộ đường sắt Tech Model đã bị cuốn hút bởi những chiếc máy tính đồ sộ trong viện. Giám đốc của MIT là Marvin Minsky đã cho phép họ tiếp cận trực tiếp với những cỗ máy này và đây được coi như là nền tảng đầu tiên của các hacker tương lai. Các tên tuổi sừng sỏ sau này đều bắt nguồn từ đây như là Peter Doiser, Bill Gosper, Richard Greenblatt, Tom Nye và Jerry Sussman. Thoạt đầu thì giới tin tặc có các thuật ngữ như là hacker, cracker đều có nghĩa là những người thực hiện hành vi phá hoại máy tính. Trong đó thì cracker có trình độ cao hơn. Thế nhưng do cracker cũng thực hiện công nghệ bẻ khóa giống như là một hacker ở cấp độ thấp. Sau này thì người ta gọi chung cả giới tin tặc đó bằng danh từ là hacker. Sự phát triển của máy tính đi liền với ý tưởng phá phách tạo thành hai mảng sáng tối trong thế giới công nghệ. Thời kỳ những năm 1970 đến những năm 1980 được giới hacker gọi là hoàng kim của họ vì không có pháp luật kiểm soát. Sau MIT thì các trung tâm đào tạo khác ở Mỹ cũng đã trở thành đất nuôi dưỡng nhiều mầm mống hacker như là Đại học Stanford danh tiếng. Thậm chí các trung tâm nghiên cứu có tính thương mại như là AT&T, Xerox cũng bị biến thành ngôi nhà riêng của các tin tặc. Tuy nhiên, đến khi máy tính trở nên phổ biến ở khắp toàn cầu, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, các hoạt động phá hoại từ xa tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Chính quyền Mỹ đã phải thiết lập các hành lang pháp lý để uốn nắn hành vi của các hacker nhằm bảo vệ lợi ích của những tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị. Vào cuối những năm 1980, họ ban hành đạo luật chống lạm dụng và lừa đảo thông qua máy tính và thành lập trung tâm cứu hộ máy tính nhằm phản ứng nhanh trước các hành vi phạm tội. Theo luật pháp của Mỹ, thì mọi hành vi thâm nhập máy tính của người khác mà không được phép sẽ bị khởi tố và phạt tù, phạt tiền tùy theo mức độ nghiêm trọng của nó. Thế nhưng khi thế giới mạng bùng nổ chóng mặt, hoạt động của các nhóm hacker càng trở nên phức tạp hơn và khó kiểm soát hơn do biên giới quốc gia đã bị dỡ bỏ. Tin tặc ở nước này có thể tấn công website, lừa đảo người dùng Internet ở nước khác. Hàng loạt quốc gia phải xây dựng các luật chống tội phạm tin học của riêng mình. Theo đó, nhiều nước yêu cầu hacker tấn công vào máy tính hoặc website đặt máy chủ tại nước nào sẽ bị dẫn độ về nước đó để xử lý và chịu án theo luật của họ. Bản thân quan điểm trong giới hacker cũng rất mâu thuẫn. Người thì cho rằng họ hack để cho vui, không làm hại ai. Người thì cho rằng chỉ nên khai thác lỗi để báo lại cho hãng phần mềm, nhà quản trị website hay là hệ thống máy tính lớn. Nhóm khác thì âm thầm lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để thu lợi cho mình. Chính vì điều này mà một loạt thuật ngữ rắc rối đã được ra đời để thể hiện bản chất của từng nhóm hacker. Đầu tiên là hacker mũ trắng, là những chuyên gia lập trình chuyên tìm các lỗi của phần mềm với mục đích là sửa chữa, xây dựng hệ thống an toàn hơn. Tiếp theo là hacker mũ đen,
Đối lập với những hacker mũ trắng là những hacker phá hoại và trục lợi cho mình. Thứ ba là những hacker mũ xanh, Samurai, là những chuyên gia lập trình tài năng được các hãng như là Microsoft mời về làm việc, chuyên tìm lỗi cho phần mềm của họ. Cuối cùng là các hacker mũ xám hay mũ nâu là những người đôi khi làm công việc của các hacker mũ trắng, thế nhưng vẫn làm công việc của các hacker mũ đen. Và đúng như tên gọi của mình, bè lũ hacker mũ đen hay vẫn được gọi ở Việt Nam với cụm từ là tội phạm sử dụng công nghệ cao là những kẻ xấu và chỉ mưu cầu lợi ích của riêng bản thân mình. Theo báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao đứng thứ hai trong nhóm các loại tội phạm nguy hiểm nhất. Qua thống kê cho thấy, 90% các loại tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng hoặc có sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Do đặc thù của loại tội phạm này là hoạt động trên môi trường mạng, mọi tổ chức, cá nhân có kết nối với mạng Internet đều có thể trở thành nạn nhân. Chúng có thể ngồi ở một quốc gia này, thế nhưng lại thực hiện hành vi phạm tội ở một quốc gia khác. Vì vậy mà rất khó có thể thống kê chính xác và đầy đủ. Bên cạnh những thiệt hại kinh tế trực tiếp cho các nạn nhân như là trộm cắp tiền trong thẻ tín dụng, mã hóa tài liệu, chiếm đoạt thông tin, khống chế, đe dọa cá nhân để tống tiền, chúng còn gây ra những thiệt hại gián tiếp như là làm mất uy tín, gián đoạn các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên không gian mạng. Tại Việt Nam, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hàng năm đã phát hiện và tiếp nhận xử lý hàng trăm vụ việc. Theo thống kê riêng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho thấy, số lượng vụ việc năm sau luôn cao hơn năm trước với tính chất tinh vi và mức độ thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Nổi bật và phổ biến nhất từ trước đến nay là loại tội phạm sử dụng mã độc để mã hóa dữ liệu cá nhân nhằm mục đích tống tiền. Hacker phát tán các mã độc này thông qua các mạng xã hội phổ biến như là Facebook, gửi qua thư điện tử hoặc là nhúng vào các ứng dụng được bẻ khóa. Các mã độc sau khi lây nhiễm vào thiết bị sẽ mã hóa các dữ liệu được lưu trữ và yêu cầu nạn nhân phải trả một khoản tiền để được giải mã. Mỗi loại mã độc sử dụng các phương thức mã hóa khác nhau, rất phức tạp nên là nạn nhân rất khó có thể tự giải mã. Nếu không có công cụ giải mã thích hợp, nạn nhân buộc phải trả tiền cho hacker. Thế nhưng đa số trường hợp sau khi trả tiền thì nạn nhân cũng không nhận được công cụ để giải mã. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở những tên hacker siêu tài năng về máy tính, chúng còn có khả năng tạo ra những công cụ cực kỳ dễ sử dụng và rồi lừa đảo hàng loạt những người nhẹ dạ cả tin làm việc cho chúng để rồi biến họ thành tội phạm. Điển hình như vào năm 2014, khi mà triệt phá diễn đàn hacker VE trong các đối tượng bị bắt giữ, thì nhiều đối tượng không hề có kiến thức về công nghệ thông tin, thế nhưng do được đối tượng cầm đầu hướng dẫn sử dụng các công cụ tấn công nên đã có thể thực hiện hành vi phạm tội như là các hacker chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, thì nhiều công ty, tổ chức chính phủ có hệ thống bảo mật hiện đại, chặt chẽ ở các nước phát triển có nền khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin tiên tiến hay là các công ty đầu ngành về bảo mật như là Kaspersky cũng đã bị hacker tấn công. Điều đó cho thấy, bất cứ một hệ thống nào nếu không triển khai các biện pháp an toàn an ninh thì khó có thể khẳng định 100% sẽ an toàn cho các hacker. Chính vì thế, dù các bạn có làm gì trên không gian mạng thì cũng hãy thật sự cảnh giác và cẩn thận nếu không muốn bản thân trở thành nạn nhân nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.